đây nè tất cả kia ngày nay dùng một phơ phơi món kho cô cá nè dùng miếng phơi món chuẩn luôn mà cả trứng á hay bật to mà tiết dùng miếng cô cá hay sạch tấm cà chua mé nâng đèn à lỡ dùng chụp đam dùng phơi món này sạch sẵn. Tiết chúng chắp đam liên cho mối nông bỏ lá ní. Lấy chân chập đam liêm chi vẫn sôi cho mình nó sập tâm sân á. Lấy chân chập đam bộ sập bộ tâm so sân á. Ở đây dương còn tập đam liền chân nữa làm bây giờ rất là khó. Mà tiếp chân chọc đam thêm con tấm á. Mà tốt mà tiếp chân chi gần số dương vô tập con liền. Nếu dương chập đang bốc lên sân á, rồi dương đạn con tâm hay bình chi vẫn xoay trốn. Còn một tí dương đạn tâm xo trốn. Còn một tí dương đạn mà để trốn. Lời nít cứ đừng bỏ dân bên bọc mòn đấy. Lời nít dân chập đam đặt kẹt sẵn. Lời dân chập đam chạm tình con chối. Nít lời dân chập đam bông đỉnh sẵn. Lời dân chập tan sông để sân dân chập tan chiên phơi món
phơi mòn và dây mòn cho anh ấy. Dương chắc đang liên cương để dây mòn bọc cho anh ấy. Có bị dương liên cương lăn chui hái rồi lỡ dương đặt phơi mòn cho dân đặt tâm hình ảnh dưỡng chối. Hãy tập tập một tiếp cô kế. Tập một tiếp dân đặt tập xỉu chối. Tập ở bên chóng một tiết bỏ lên tích lời phơi môn bỏ dương man cho ân heo ý lời dương sập đam strong đặt thế ôi khăn màu chui mà mỏng ấy. Lợi dương chập đang bọc tâm so là bây bọc trái á. Tô bị dương bọc hương tâm hiện bay thích hai lợi dương đạm một tay chỗ lắm. Một tiết để dựng đặt cô chi vẫn xôi trốn. Con tôi phải dựng bộ một tên mũi tâm mắt hói dựng chặt đam đặt score trốn. Dựng đặt score của hôm trốn. Con tôi một tiết tập trấy. Một tiết dương chập đang chật cối chúm ấy. Mới dựng lại chật cối chúm ấy chú. Bài mười phơi môn bỏ dương ban tụi roi hao giờ lỡ dương chập đam nữa nên là một phơi môn ạ con ngủ ngủ á lỡ dương chập đam thì đủ cho mười nó tập thể lũ á ôi tập thể lũ là thằng nó chị lộ má ôi ta chị lộ lòng chu hai cho anh nó bye bye.